Tối ngày 19 tháng 1, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện hai xe ô tô khách chở tổng cộng 159 người, vượt 76 người so với quy định trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và bố trí thêm hai xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Theo đó, tại km số 1846 quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Biên Hòa, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An. Qua kiểm tra phát hiện trên xe 40 chỗ nhưng chở đến 82 người, lái xe lại không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách. Còn tại km số 1781 quốc lộ 1A, xe khách 43 chỗ, biển số tỉnh Quảng Trị, lưu thông hướng Nam Bắc, chở 77 người, vượt quy định 34 người. Ngoài ra, xe lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và chở hành lý hàng hóa vượt quá kích thước của xe. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai xe trên, bố trí thêm hai xe khác để chở hành khách tiếp tục hành trình về quê đón Tết.